cắt là quan trọng nhất. Giá là một vấn đề rồi. Sai phải một tí là to. Vuốt hai bên trước. Đấy. Vẫn hết rồi rồi à, giữa còn này không được ấn treo từng nó rút nó, nếu không rút là mình này chiều đấy ấn góc. Cái này là vừa đủ nóng này, nóng quá để lâu là không được, nó co này. Đó, mình cầm căng nhẹ thôi, dán từ đây. Đó. Sao dán góc ở trước góc nó không thể cầm, vuốt trước. Đây có thấy luôn rồi. Cái này thả lỏng đây hết ra. Đây à, vuốt góc trước. Có lẽ bỏ mà kéo căng là cũng không sao. Thế đó. Đó, cắt là như vậy thôi. Trong ấy là để tí được, không cần nhiều như vậy. Nếu mà thực sự chỗ này kéo thì mới để nhiều cho trong, không cần cắt được tí thôi. Cho trong là để nhiều, nó có một tí vuốt xuống nó có bọt mày lắm. Vuốt buộc phải hơ hết lại, hơ là cứ nhất kéo chảy này nó mới dính, không hơ là không được đâu. Quan trọng có lửa ấy. Đấy, như chỗ này đang kéo này, nếu nó không kéo là mình cắt luôn. Nhưng hiện tại như chỗ này mình kéo là nó không được thẳng, để chiều tạo cắt đi một tí. Mẹ ơi, rất đẹp, đỡ rườm rà, phai phẳng. Khó đâu. Nếu như keo màu dàn áo khác thì chỗ này cắt to ra để ốp vào trình đông. Thì cái này đen với đen nó đỡ lộ, như thằng khác là cắt. Như thằng này chưa thể cắt được đâu nhá. Cái thằng này chưa có được, nó đang kéo co vậy không? Để kéo trong cái màu ấy, cá ra. Cá làm sao được để nó tới kia. À, nè. Nó phải thẳng. Nó đang bị kéo xuống như kia, mình kéo ngược lại. Đây, đây. Đây, đây. Thôi, thoải mái. Lúc kéo nào nó kéo co mình làm cắt len, cắt ngay hơn cắt len. Rút ít một thôi.
nó có bọt này. Lớn hơn nữa. Cái này rất để ý. Cho trong ấy là phải muốn trước mới hơn rồi nó co. Cho này không? Muốn trước là muốn trước mới hơn. Muốn trước mới hơn. Xài dao nhọn là cho người để dư tí này để sát à, sát cái đàn mủ sát đàn mủ luôn. Dao nhẹ thôi nhá, mình xé rách một vết thành áo, một vết xe hỏ, rồi dư như thế này, dư chưa dán mình cắt phải vuốt theo lên này, tí nó không bị hụt.
đoạn luôn.